Em xin video bảo hành. Đấy anh ấy, anh sử dụng tính năng đấy. Anh đá lại đi. Đây. Cho nó mở hết ra xong rồi anh ấn chìa khóa nhé. Anh mạc lên ấn em nút trên. Ấn lì nhá, ấn lì 1 giây nhá. Đây. Lên đã. Được rồi anh ạ.